Chào mừng các bạn đến với kênh Cờ Tướng Bà Rịa. Trong video hôm nay mình sẽ gửi đến các bạn ba trận đấu rất hấp dẫn của nữ kỳ hậu Việt Nam Lê Thị Kim Loan. Trận đấu giao lưu kỳ nghệ trên thương thương tiền kỳ. Nhưng trước tiên mời các bạn thưởng thức ván cờ rất đặc sắc giữa xuyên thục thiếu hiệp Trịnh Di Đồng và nữ kỳ thủ Trung Quốc Tôn Nhược Lệ. Mời các bạn thưởng thức biên bản ván 1. Sure. Giang Jun. Sure.
吃。 将军。 吃。 将军。 吃去。 再将。 吃。 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 将军。 再将。
Giang Jun. Phải chăng? Giang Jun. Jun. Giang Jun. Zài Jiang. Hò shì. Giang Jun. Chờ đến đây Tôn Nhược Lệ đã buông cờ nhận thua. Mời các bạn xem tiếp gian 2 Lê Thị Kim Loan, Hoàng Công Tâm. Sure.
吃。 吃。将军，吃。吃。吃。将军。吃。吃去。吃。吃。
Chơi đến đây, Hoàng Công Tâm đã buông cờ nhận thua. Mời các bạn xem tiếp gián 3. Phi sang chữ. Sure. Sure. Jiang Jun. Shi Jun. Sure. Sure. Sure.
Giang Jun. Giang Jun. Xe ba bình sáu chiếu tướng sát cục. Các bạn vừa thưởng thức ba ván cờ rất hay. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nhớ like và đăng ký để nhận video mới nhất. Xin cảm ơn.